À. Chiêu hang này nó giải mọi cái khống chế ra đây. Rồi chết mẹ rồi. Trang phục là biến quá. Thế rồi em. Tôi đợi đó, tôi đợi đó. Từ từ mọi thứ cũng sẽ thành người thôi. À, nó kêu gọi người kìa trời. À. Cái đậu xanh đó. Oh.
Đã kết mạng tàu chết tướng. Cắm bê dây tàu chết tướng nha. Không biết cho bất vô làm cái gì. Má, nhóc con này xịt dữ vậy ta. À. Gì vậy ba? Em có thấy là em nên cảm nhận của mình khi lần gặp anh ở UK, em có thấy thế nào lần gặp gỡ đầu tiên của mình UK? Cảm nhận mình sẽ thọt quá không nội, nếu cảm nhận mà nếu cảm nhận mình cũng chưa thọt quá, mình đang đang nói chuyện này. Ok em, anh sẽ ôm, sẽ nghe lời của em. Anh ôm rõ ràng mình đậu xanh, em biết cách đi có hàng support đó không? Kéo lòng nắp mạng xuống, hơi khó chịu. Nói làm liền đi em, nói làm liền đi em, bữa nào nó ngủ em. Làm liền cho nóng em. Kìa. Trời ơi. Làm liền cho nóng, làm liền cho nóng. Quá, thằng nhóc con này. Sao yếu dữ vậy ta? Em trả 120k đi. Một bè tôi hát. Một bè tôi hát. Một bè tôi hát. Thả ra, thả ra. What the fuck? Phá cái gì? What the fuck? Ok. Ok. Cảm ơn em. À, sao yếu gì giếp? Sao yếu gì giếp? Anh không biết sao bắn gì đó rồi, mình không giết được anh. Anh bắn không? Bắn cháy máy mặt luôn vậy mình. Có lẽ là do số phận nè, 7k với 4k á. Lượng tiền nó ra mình quá. Farm đi, full đồ rồi, đếm như ban ngày à. Lùi. Thôi cho nó làm chủ của nó đi, của nó làm chủ ơi. Con thú của nó sống á. Trời ơi. Là một đường thẳng song song. Một đường thẳng này biết không, cái chiêu của con cáp nó bắn phải là một đường thẳng, anh em mà đứng chung một đường thẳng này nên chết chung luôn á. Hay quá vậy gấu. Em biết gì không gấu? Đó là chiến thuật của em. Em biết thuật nuôi heo không? Đó, anh có một chiến thuật là chiến thuật nuôi heo là anh phích cho thằng này nó xanh lên, còn lát nữa ăn các bạn chấm dứt không có 800 vàng. Chiến thuật hết em, chiến thuật à. Không có cái gì là phích không người ta hết em, chiến thuật hết kệ đấy. Quýnh nè.
Lên. Làm cái gì vậy em? Cái con quen cùng với nhau rồi. Đỡ quá được ăn quá đó. Cáp dính rồi, cáp dính rồi nha, cáp dính rồi nha. Thể. Thể nhẹ, biến như thể cho hồ nước đó nha. Ok em. Nó cùng nó bắn như cái gách vậy đó. À! Nó hết cùng bằng gấu rồi, nó hết cùng bằng gấu rồi, nó gan con chim bằng gấu rồi. Gán cổ, gán thủ với ta. 25 giây nữa tôi gan nha ta, gán thủ với ta. Cố lên em. Anh tin em. Bây giờ nè, anh phích 17 hồi nó gây được tố cáo anh nha. Nó thiệt á, này là anh em nó thiệt á. Chơi vui vẻ thôi, tố cáo anh hỏi tính. Tố cáo cái hơi tính là anh nghỉ live luôn á. 1 giờ 20 nha. Đúng rồi, không tố cáo nha. Như vậy không vào nha. Không tin. Ồ, dính vô nào rồi đó. Giải thế, giải gì giờ này em? Mó nó bắn như con cái gắt gì nè. Cá nó bắn ghê quá. Từ từ em có bốn món đồ đây, một món thôi là bắn được rồi. Món thôi. Tại đam của nó cao hơn anh đó, đam nó cao hơn anh đó, nó 900 đam rồi, nó có 8 triệu, ta có 600 mà nó không. Đó, anh em cứ câu lay đi anh em. Để trụ đi, đừng đợi ba trụ nào nha, để trụ nha, mua hết, để cái trụ dưới cho mua hết. À, để trụ nó giúp. Nhiều kè gánh cho anh nhiều kè. Đáng kè nữa, anh lai cho em cái. Mít trên sách đi mít, ừ, đúng rồi, sách chị hồn là ngon rồi. Bạn tuyển xuyên tâm mà. Đó lính hết rồi, ai hết lính rồi. Đói gì cho gắt gì đây. Ăn ngồng này, ăn ngồng này vô kem, vô ngồng mẹ vô kem, hai kia đấy cái chú gan, hai kia chú gan, vô ngồng này lê. Vô ngồng này, vô ngồng này. Còn là kéo nó vô chi vậy? Gì vậy, gì vậy, gì vậy. Chạy lên cho nó, chạy lên cho nó. Ủa, chạy được nào chạy. Được, đang kiến công mà, được. Quýnh chết bỏ anh em, chết bỏ anh em. Ồ, cắp chết rồi. Coi nha, UK đã chết cái lòng còn ai gánh nha, mong ai bắn nha. May là, may là tên nó cũng chết mấy thằng đam rồi đó. Gì luôn. Ai 19 rồi. Trời ơi, 119 rồi, 19. À anh em nói em nghe nè. Tại sao tôi 19? Hiện tại này
số người coi đang là 19 đó, hiểu không? 19, đương nhiên phải 19 rồi. Bao giờ lên số được 100 á, lên 100 nó sẽ là 10 không nha. Ok không anh em? Ok không anh em? 19 nó phải như vậy, nó phải như vậy. Anh em không tin tôi vậy à? Anh em tin tôi gì vậy? Tao tim không có tăng, tim không có tăng nên nó vậy thôi. Bắn vô nào cho nó có bộ bánh miếng này. Được rồi, nhảy hút anh vô, em đang quấn lộn với nó, mày hút anh vô làm cái gì? Đang quấn nhau mà em, lúc quấn nhau đừng hút anh lôi nha. Anh gần chết hút nha. Đẩy nó mu áp. Đẩy đi mu, nó không gì đâu mu. Mấy thằng nhóc con này. À, xin lỗi anh. Nhỏ dài không có khôn, em lớn em có khôn, em xin lỗi mấy anh, em lớn em có khôn, em xin lỗi mấy anh nhiều lắm. Rồi nó kéo nguyên băng đây luôn em, nè nè nói cho mày nghe là thằng nhóc bắt. Trời ơi em ơi, em có gì để bọc cho anh nè, anh nói thiệt với em luôn á. Rồi thẻ chiêu chuẩn chuẩn với ông nội ơi. Trời ơi nó không chết luôn. Má đồ này cũng ngang nhau mà sao nó bắn đầu dữ chứ ta. 120 thấy không? 20 là tôi phải 110 anh em ạ. Anh nói gọi sách chi hồn bây giờ đâu có tác dụng nhiều đâu em. Hết, chết đi. Chết. Con xe lâu chết vậy. Nè, tôi nói cho mày nghe nè. Từng thằng nằm xuống. Nè, mấy thằng nhóc. Tụi mày thua với tao rồi. nè, thua tao cười ẻ. Thua cái là tao cười ẻ, cười đái. Rồi, chết mẹ. Nè, nói mày nghe nè. 1-10 hay là 17-7 gì nó cũng vậy hết đó. Nè, nói mày nghe nè, khi một khi á, khi mà tao đã máu á, thì đừng gọi bút đấu là ai. Ok. Mẹ nó đang đi công, làm đi căng. Bó, là phụ đơn này coi, nó trâu quá vậy. Quýnh nó đi em. Về luôn. Nói với bạn nghe nè, bây giờ nè lay rồi, cây đây nó quan trọng nữa, quan trọng là mẹ giao bún cho mình hay không thôi. Đại lẽ đi, đại lẽ để bít, để bít hồn mấy ba đường luôn mới mệt nè. Chơi. Này thì mày kêu 1-10 rồi. Tôi 1-10 nó ngu rồi. Mày nhóc. Mà bây giờ sao? Fit to win. Lặn lên. Tao nói rồi, ta chỉ cần ngồi, không cần làm gì nhiều, chỉ cần phun đồ thôi rồi mỗi nè. Tao nói rồi, tắt lửa tối đèn á thì nhà tranh. Tắt đèn một cái thì nhà tranh cũng như nhà lá thôi. Nè nói anh em nghe nè, tắt đèn một cái đó là xấu đẹp nó cũng như vậy hết. Một khi đã full đồ đó
đó, một khi nó full đồ rồi cái quan trọng, thấy không, cái quan trọng đừng có quay nghĩ 1 9 1 10 là nó bị yếu hơn người ta khi full đồ rồi một cái rồi đó, là không có nào yếu hơn nào đó, nó chỉ còn cái tầm di chuyển, còn 99 gì không nổi.